Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú cô chú anh chị ơi. Thì buổi chiều khán giả đâu à, đi xe 16 chỗ luôn. Xe 16 chỗ đậu ở ngoài cổng đó cô chú anh chị, ngoài cổng nhà cậu á. Nhà mấy cha mấy má ơi. Sài Gòn. Sài Gòn. Hồ Chí Minh. Sài Gòn thẳng tiến. Gọi thành phố Hồ Sài Gòn. À, mấy con này vui quá ha. Lên tới đây còn buồn gì nữa vậy? Dạ. Hay quá. Đã buồn rồi. Đã qua rồi. Chú Vũ Linh ơi, gì đó thích đi coi chú Vũ Linh vũ áo bụi đời lắm á chú Vũ Linh. Con sẽ ke à? Ừ, quá buồn đời chị ke chứ gì. À, tên giao Dương chị ke đó. Đúng rồi. Rồi vậy đi. Rồi có nước uống luôn nè mấy chị. Rồi có nước uống luôn ha. Nói gì? Hôm nay đi dịp chị Thanh Loan lên đây có cấm uống. Là có uống dịp nha cô. Chị về rồi, về nhà chị xa quá chị về sớm. Mà tính nhà chị gần không xa đâu. Chị biết đường đi, đi rất là gần luôn á. Chị nói gì tới 80 cây lận. Tao ngồi đâu ra, nhà bà đi gần hơn nhà anh luôn á. Từ đó qua từ đầu đường hư rồi hai chị đó ra gần lầu cao vẹo lên đi khu rất là gần luôn. Bà đi gần hơn từ Gò Vấp á. Từ nhà cậu Năm về lên nhà cậu Năm, từ nhà cậu Năm lên mộ đi xa hơn từ nhà bà lên lên nhà mộ cậu. Các chị không biết đường quá. Đường Dương Khương đó rất là gần. Hết đường Dương Khương về cầu Phú Cường nó chị... qua cái đường bên cáp mà rồi. Cậu, con anh cũng quẩy đâu em. Đấy em phía sau đó, phía sau đó chú. Đúng tủ luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng tủ luôn. Cô bữa nay mình ở dưới nhà đi lên đây luôn ha, hay là mình đi chùa là mình ghé đây với con. Ra ba chị cũng mất được trên đây rồi chị lên đây luôn ghé đây luôn. Vậy là thăm ba sẵn rồi ghé thăm cậu luôn đúng không cậu? Ba coi ba của cô trong khu nào? Khu nào? Chỗ Long Long Nguyên Phụng. À. Khu đó chắc chỗ Long Hoa Tề Đàn. Long Hoa Tề Đàn. Chỗ đó mà mới mới thành lập mà lên qua Tề Đàn ở dưới sau. Phía sau lên qua tệ đèn khắc mấy cái hình Phật á, đẹp dữ lắm. Tại giờ lâu rồi nó phai màu. Lúc mới đẹp dữ. Đèn lưu ly ghê vậy. Anh Ngọc mới mua hai cái đèn hay vậy? Rồi, hai cái đèn này đẹp hơn hai cái đèn đặt trước nữa đó. Đúng rồi. Hai cái đèn đặt trước cái họng đèn nó nhỏ ha. Này hai cái đèn đợt này cái họng đèn nó quá trời bự luôn. Không em nói cái họng đèn á, cái họng đèn thì nó bự hơn. Họng đèn này bự. Rồi hai cái đèn là đẹp thiệt nha. Đẹp. Không mà nó anh dặn nhỏ nó xuống thôi chó nó không có tạt vô. Này này anh đèn này đẹp thiệt. Chị Hồng Loan hay chị Hồng Ngọc? Cái đèn này đẹp thiệt, cái đèn này đẹp hơn cái đèn đằng trước nữa đó. Ủa có phải đèn này là của bé Nhi mua không? Dạ. Không, hôm qua bé Nhi làm gớt cái gỗn á. Nói đã người ta không có quay lên rồi đừng nói mất công nữa. Thôi đừng có nhắc mất công mà chị Nhi vẫn nghe bả buồn tội nghiệp bả. Nói chung là cái vô tình không có ý thì mình khá theo chuyện. Cái vô tình là khác còn cái có quý là đè quay ra nha.
quay xong chửi luôn đó. Xe 16 chỗ rồi cũng ra về cô chú anh chị ơi. Rồi lăn bánh này ra đi la chưa kịp nữa mà lăn bánh rồi. Sáng giờ có quay đám tang ở đây không anh Võ? Rồi tính la quay rồi xe chạy mất tiêu rồi. Thì buổi chiều cũng có đoàn xe 16 chỗ cô chú anh chị đi tới thăm ba của gia đình ở đây á, lên thăm gia đình ở trong hoa viên á, rồi sẵn ghé cậu thắp hương dùng miếng cha đào của chị Thanh Loan rồi cũng la về cô chú ơi. Chờ ở mộ với cò anh em YouTube với ekip với bà lóc bút tiêu, bà lóc tiêu ngồi đó cô chú anh chị, chu cái mỏ giống cái đít dịch đâu. Người ta hay được rồi, chu cái mỏ giống cái đít dịch quá. Cái nào đàn chung? Cái đó là giống cái đàn lu ly ở trên trời quá vậy. Đó cô chú em xin phép dừng clip em nha cô chú chị ơi. Cô chú anh chị ơi, chưa được 8 phút mới dừng gì hả? Quay lâu rồi mà em mới vô quay sao chứ lâu mà. Nè cái đàn lu ly nè. Đàn lu ly trên trời á. Ơi. Vô tư lên đi. Này chị Hồng Loan gửi lên cho anh đó hả? Là mới gửi hồi nãy luôn ha, gửi hồi trưa. Chưa. Là gửi lên quay đang đem lên đâu quay. Là chị gửi super đem lên hả? Đó, hai cái đèn này đẹp hơn hai cái đèn đợt trước á, mà là cái họng nó hơi bự. Nên không biết chó nó có lòn vô để nó tắt không à. Mà nhưng mà hai cái đèn này là đẹp. Đây là vì mình review gần là tới nha quý anh chị. Đó. À biết sao mà anh quay gần hôm trước thì cũng có cái giả gọi điện anh hỏi thăm thấy có con cái một. Thì thẳng lại em nói là anh cũng nói luôn. Đó là vô tình. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nha.